Kính chào quý vị và các bạn. Những ngày qua, những người hâm mộ bóng đá trên thế giới vẫn chưa hết sốc với câu chuyện của câu lạc bộ bóng đá Chelsea Anh khi chính phủ Anh quyết định thực hiện các lệnh trừng phạt đối với chủ sở hữu câu lạc bộ này, tỷ phú người Nga Roman Abramovich. Và vị tỷ phú Nga Roman Abramovich không phải là nhà tài phiệt duy nhất đang phải chịu các lệnh trừng phạt từ phương Tây liên quan tới xung đột Nga-Ukraine. Câu chuyện này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Trước hết là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tài chính thị trường ngày hôm nay. Mời quý vị cùng điểm qua. Thưa quý vị, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục có khả năng chống chịu và duy trì đà phục hồi bất chấp các tác động từ làn sóng dịch COVID-19 cũng như lạm phát. Thưa quý vị, đây là đánh giá của Ngân hàng Thế giới về tình hình kinh tế Việt Nam trong báo cáo tháng 3 năm 2022. Báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam của WB cho thấy các hoạt động kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi, trong đó sản xuất công nghiệp tăng 8,5%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh đối với nguồn cung lao động, sản xuất và tiêu dùng. Cũng theo báo cáo, tuy giá năng lượng tăng, nhưng lạm phát ở Việt Nam tiếp tục được kiềm chế nhờ giá lương thực thực phẩm tương đối ổn định, trong khi nhu cầu trong nước còn yếu. WB cũng cho rằng, thặng dư ngân sách 1,1 tỷ USD trong tháng 2 sẽ là yếu tố tích cực cho nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, để ngăn chặn những yếu tố rủi ro tiềm ẩn tăng cao liên quan đến làn sóng dịch bệnh tại nhiều địa phương, cũng như rào cản từ cuộc xung đột Nga-Ukraine đối với đà phục hồi kinh tế toàn cầu, WB cho rằng Việt Nam cần có các bước chuẩn bị như tiếp tục tăng cường tiêm vaccine, khuyến khích tìm thị trường xuất khẩu mới, sáng tạo ra các sản phẩm mới và theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả trong nước trước những biến động của hàng hóa thế giới. Thưa quý vị, Củ Chi cùng với Hóc Môn được xác định là một cực tăng trưởng mới của thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai gần. Trong đó, huyện Củ Chi được đánh giá có nhiều tiềm năng để phát triển mạnh. Mới đây, đề xuất được huyện Củ Chi lên thẳng thành phố mà không lên quận vừa được đưa ra ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của dư luận và cũng rất nhanh chóng tỏa sức hút đối với thị trường nhà đất của huyện này. Để đảm bảo sự phát triển đô thị hài hòa bền vững của Củ Chi trong tương lai, ngay thời điểm này, việc kiểm soát thị trường nhà đất với các giải pháp quyết liệt và công khai, minh bạch đang được đặt ra. Thưa quý vị, theo văn bản mới được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ký, từ ngày 15 tháng 3 vừa qua, Hà Nội cho phép các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng, quán ăn uống được phép hoạt động bình thường, bỏ quy định đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Ngay khi quy định này có hiệu lực, thì các con phố kinh doanh về đêm cũng đã nhộn nhịp trở lại. Phố Tạ Hiện, Hoàn Kiếm, Hà Nội, ngay khi dỡ bỏ quy định phải đóng cửa trước 21 giờ và du lịch bắt đầu mở cửa, con phố này như được hồi sinh trở lại. Cũng có suy nghĩ là vì nhà nước bây giờ cũng có chủ trương là sống chung với dịch rồi, thì hiện tại thì em cũng nghĩ mở bây giờ cũng là hợp lý cho tất cả người dân vì về vấn đề kinh tế nữa của mỗi hàng quán. Do dịch bệnh với nhiều lần gián đoạn, ngành hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống đã bị ảnh hưởng đáng kể. Vì vậy, những quy định mới ban hành của thủ đô được đa số người dân ủng hộ, nhất là tại những khu vực vốn sầm uất về đêm như phố cổ Hà Nội. Nó sẽ là cơ hội tốt để cho các hộ kinh doanh có thể phát triển được nhiều hơn và đón khách, kể cả khách nội địa hay là khách nước ngoài sẽ có cơ hội để tiếp cận nhiều hơn. Lượng khách đấy cũng phải chiếm khoảng từ 30 đến 40% cả ngày. Để đảm bảo an toàn, tránh tâm lý chủ quan của người kinh doanh cũng như khách, lực lượng chức năng các địa phương cũng thường xuyên ra quân kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở này vẫn phải thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn và giãn cách tối đa có thể. Đối với các cái không gian trong khu vực phố cổ thì hiện nay thì cái không gian rất là chật hẹp. Đó là cũng chúng tôi cũng tăng cường các tuyên truyền như là yêu cầu người dân là thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, ví dụ như là việc đảm bảo cái giãn cách hoặc là thực hiện các cái việc làm các cái vách ngăn khi đối với các cái cơ sở kinh doanh ăn uống. Đấy, và cũng hướng dẫn các cái cơ sở kinh doanh là phải đảm bảo việc là bố trí các cái giờ để làm sao các cái nhóm khách là không thể tập trung cơ đông cùng một thời điểm. Trước đó, từ ngày 1 tháng 11 năm 2021, Hà Nội đã công bố nâng cấp độ phòng chống dịch từ vùng xanh lên vùng vàng. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được hoạt động không quá 50% công suất chỗ ngồi và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Việc dỡ bỏ quy định này được cho sẽ góp phần tích cực cho việc phát triển du lịch khi thành phố đã sẵn sàng đón du khách quốc tế trở lại. Thưa quý vị, những lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây nhằm vào Nga
không chỉ hướng tới các tổ chức tài chính hay các ngân hàng, mà còn nhắm tới giới tài phiệt Nga, nhóm người giàu nhất nước này và cũng thường nằm trong danh sách giàu nhất thế giới. Hàng loạt các vụ đóng băng tài sản đã diễn ra trong những ngày qua nhằm vào các siêu du thuyền, biệt thự hay máy bay riêng của giới này. Tương lai của Chelsea sẽ ra sao là câu hỏi mà rất nhiều cổ động viên đặt ra sau khi chính phủ Anh quyết định phong tỏa tài sản của ông chủ câu lạc bộ, tỷ phú người Nga Roman Abramovich. Tôi nghĩ mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Lệnh trừng phạt nhắm tới ông Abramovich, nhưng chính câu lạc bộ và những người hâm mộ là chịu ảnh hưởng. Chúng tôi còn 2 trận đấu nữa, thế nhưng 2 trận không thể diễn ra vì câu lạc bộ không thể bán vé. Vậy ai là người bị ảnh hưởng? Là chính chúng tôi và các cầu thủ. Chẳng riêng gì ông Roman Abramovich, hàng loạt tỷ phú Nga cũng đang phải đối mặt với tình trạng bị các nước phương Tây đóng băng tài sản. Cuối tuần trước, chiếc du thuyền trị giá 65 triệu USD của tỷ phú Alexei Modashov, người đàn ông giàu nhất nước Nga, theo xếp hạng của tạp chí Forbes, đã bị giới chức Italy tịch thu ngay trên bờ biển Địa Trung Hải thuộc nước này. Trước đó, siêu du thuyền của tỷ phú Igor Sechen, lãnh đạo của tập đoàn dầu khí Rosneft, có phần lớn vốn thuộc sở hữu của chính phủ Nga, đậu trên bờ biển Côte d'Azur của Pháp, cũng bị giới chức nước này ngăn cản không cho ra khơi. Chúng tôi đã kiểm tra và xác định du thuyền thuộc sở hữu của một trong những nhà tài phiệt Nga nằm trong danh sách bị trừng phạt kinh tế của chính phủ. Ngay từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, các nước phương Tây đã lập tức đưa ra hàng loạt biện pháp trừng phạt dành cho các tổ chức và cá nhân Nga, trong đó bao gồm cả những cá nhân thuộc giới nhà giàu nước này. Hôm nay, Canada tuyên bố sẽ áp lệnh trừng phạt đối với 10 cá nhân, trong đó bao gồm cả các nhà tài phiệt, những người nắm giữ khối tài sản khổng lồ. Chúng tôi khẳng định có mối liên hệ giữa các tỷ phú này với chính quyền của ông Putin, và đó là lý do cho hành động này của chúng tôi. Theo số liệu của Atlantic Council, giới tài phiệt Nga nắm giữ khoảng 1.000 tỷ USD tài sản ở nước ngoài. Thậm chí, theo số liệu năm 2015, tài sản ở nước ngoài của các nhà tỷ phú Nga nhiều gấp 3 lần dự trữ ngoại hối của cả nước. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cho rằng, việc thu giữ tài sản của các tài phiệt Nga thì dễ, nhưng quyết định phải làm gì với chúng lại khó khăn hơn nhiều. Theo pháp luật của châu Âu, tài sản bị phong tỏa vẫn thuộc quyền sở hữu của nhà tài phiệt, nhưng chúng không thể sang nhượng hoặc bán. Ngoài ra, các nhà tài phiệt này hoàn toàn có quyền từ chối trả chi phí bảo dưỡng, duy tu những tài sản này trong thời gian bị phong tỏa. Trong phản ứng mới nhất, Nga cho biết đang lên kế hoạch tịch thu tài sản của những công ty phương Tây rút khỏi nước này và tìm ra những cách khả thi về mặt pháp lý để kiểm soát những công ty nước ngoài và chuyển cho những ai thật sự muốn làm việc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.